Đây nha, anh bảo này, đầu tiên ấy, đối với mấy cái con mà nguyên hàm tích phân này nhá, thì tốt nhất là em đưa máy về Radian cho anh nhá. Máy có cái chữ R đây này, Ship Mode nhá, được chưa? Chọn cho anh mục số 2 này, đơn vị góc nhá, chọn cho anh Radian này. Rồi, ok, đó. Thì bây giờ với cái câu 2 nhá, câu 2 là nó bắt mình tính cái con Joule này đúng không? Tức là nó bắt mình tính cái nguyên hàm đấy, đúng chưa? Đấy, thế thì bây giờ này nghe nhé, đạo hàm của đáp án không trừ đi con đề bài nó ra bằng không thì là kết quả đúng, còn nó ra khác không thì là sai nhé. Thì ở đây ví dụ như là anh đạo hàm thử cho em xem cái đáp án A này nhé, được không? Thì em bấm như thế này, Shift D trên DX này, cái màu vàng này này, được không? Đấy, rồi thế bây giờ chúng ta sẽ nhập cái đáp án A này vào, cứ cái chỗ nào có C nhé thì mình mang đi mình đạo hàm cho anh nhé, được chưa? Nhập y xì đúc vào nha, hai mũ này. Đây là căn x gì đúng không? Đấy, cộng với 1 này. Cộng với 1 rồi, cộng C hay không thì không quan trọng đâu, bỏ đi cũng được. Được chưa? Cứ cái chỗ nào có C nhá thì mang đi cho vào trong cái đạo hàm này cho anh nhá. Ở đây anh sẽ tính đạo hàm tại điểm 5 chẳng hạn nhá, tại x thì bằng 5 này. Rồi, sau đó anh trừ đi con đề bài. Con đề bài là chính là cái biểu thức ở bên trong con Joule này. Được chưa? Đấy, nó chính là bằng 2 mũ đúng không? Căn x gì này. Đó, rồi nhân với đúng không? Nhân với lại gì đây? Len 2 đúng không? Trên cho căn x đúng không? Len 2 này. Đó, trên cho căn x. Trên cho căn x. Rồi, ok. Ở đây mình đạo hàm tại điểm x thì bằng 5 nhé. Thì em phải can cho anh tại x bằng 5 vào này. Đó, bằng. Rồi, thì em thấy nhé, nó ra kết quả này. Ở đây nó là mũ âm 12 ấy, thì coi như bằng 0 được rồi nhé. Được chưa? Cái mũ mũ âm này này thì là coi như bằng 0. Như vậy là IA nó đúng nhé. Ở đây xem nào, hình như nó là ý D này đúng không? Thế thì bây giờ anh thử ý D cho em xem nhá. Ý D này thì nó là hai mũ căn x thôi đúng không? Đây, thì anh sẽ xóa cái số cộng 1 này đi, được chưa? Đấy, xóa cái con cộng 1 đi. Đó, anh bấm bằng nhá. Đó, thì em thấy nó ra bằng âm 0,73 đúng không? Như vậy là ý D này nó sai nhá. Ok chưa? Như vậy là xong câu 2. Đó, thế thì chúng ta chỉ cần nhớ rằng là gì thôi, là chúng ta sẽ đạo hàm của đáp án. Không, nó ra con đề bài. Và cứ cái chỗ nào có C này thì em mang đi em đạo hàm cho anh nhá. Được chưa? Đấy là câu 2. Bây sang câu 3, câu 3 thì bấm y xì đúc thôi, đúng không? Đây, con Joule này, đúng không? Cos x bình phương đúng không? Em bấm như thế này nhá. Cos x này, được chưa? Bình em bình ở ngoài thế này luôn này. Được chưa? Rồi, nhân với lại sin x nhá. Nhân với sin x. Đó, đóng ngoặc vào, cẩn thận nha. Bấm mũi tên xuống này, nhập ở cận dưới là 0. Mũi tên lên trên, nhập cận trên cho anh là pi nhá. Được chưa? Bấm bằng. Rồi, thì con này nó ra bằng 2/3 nhé. Trong trường hợp nếu mà nó ra số xấu ấy nhé, thì em lấy cái con này này, không, em trừ đi một trong những cái đáp án ở đây, không, xem là cái nào nó ra bằng không thì em chọn nhé. Ở đây nó ra trực tiếp bằng 2/3 rồi đúng không, thì mình chọn B luôn, ok không? Rồi bây giờ tương tự, bây giờ mình làm câu 4 này. Câu 4 thì mình sẽ tính hai con này đúng không nào, sau đó là mình so sánh với nhau đúng không. Đấy, tích phân nó chỉ là số thôi nên là mình so sánh được nhé. Đấy, sin x bình phương đúng không, bấm nút xuống dưới này đúng không, bấm mũi tên lên trên này, được chưa? Bi trên 2 nha, ok không, bằng nha. Rồi, bấm S sang D đi cho nó dễ hiểu. Nào, con đầu tiên là 0.78 nhá. Thế bây giờ mình bấm cái con tiếp theo này. Con tiếp theo là cos x bình phương đúng không? Đấy. Cos x bình phương. Cos x bình phương. Rồi, ok, bằng nha. Rồi, thì nó cũng là 0.78 đúng không? Như vậy hai con này sẽ bằng nhau nhá. Ok, đấy, đấy là ba cái con đầu tiên.